sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách khui trái sầu riêng. Đây là cái trái sầu riêng từ Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang. Và các bạn hướng dẫn khui sầu riêng này là các bạn nhà trồng sầu riêng mấy mươi năm. Bạn nói là phải dùng một con dâu khoai thì khui nó mới dễ. Và bạn chụp cái vẻ lao, bạn vịn cái cùi sầu riêng lại bạn khui. Đây. Ủa chị thấy nó nứt mà. Thấy không? Thấy nứt không? Em mới chọc á. Có vẻ như là nãy không chịu nói, lấy cái vẽ kìa. Tối nó út quất một cái chị. Hình như nó có dấu hiệu là tức tình thế. Sao mày nói mày nghe mùi thơm mà tao chưa thấy thơm nữa. Nè cái tách cái đây nè. Tách chưa có nổi ông nội ơi. Đó. Cái đằng đó. Chỗ cái mũi dao vô. Rồi mũi lép rồi hả coi, mũi nó lép rồi. Chỗ mũi dao vô được không? Anh Nhi qua gỉ đi. Được rồi. Nè, em ta đã chuẩn bị sẵn một cái tô. Một cái tô lượng muối nhưng chẳng biết bao nhiêu muối. Ồ. Ê, mấy bên đây mấy nè. Thấy chưa, đó. Thấy là Nhi. Móc vô. Theo dự đoán thì bên đây nó mình sẽ được một muối no nữa. Ôi, em hay ăn sầu riêng mà. Nhà chồng có thường ăn không? Ngại trái à? Một mà. Màu ăn nửa trái. Trời ơi. Nghén chết. Em có phải là fan của sầu riêng không? Không. Nhi chấm bóng Nhi. Ủa thường mình bán là mình đâu có nhúng thuốc không? Không. Chân gớt. Dạ là mình cắt thôi. Chân gớt nha. Ừ. Mà thân thở mạnh chứ à. Trời, tao còn phải nhìn cái cảnh này không bay. Thật là tội nghiệp tao quá mà. Ê, nó không có như hôm bữa hay nha ha. Hôm bữa hồi chín. Thấy rồi, mình về vừa ăn. Trái bự vậy hả? Dạ, cũng tùy rồi. Xin phép nha. Xin phép mình sẽ ăn cái muối này xem nó có đắng không nhỉ? Dạ, đây mẹ ơi. Nó không có đắng gì ơi. Ngon quá. Cái muối này nó bướng nha. Ê, bị sao rồi? Bị sao một xíu. Vậy hả? Con bích cà phê nè. Nè. Lấy đi. Trời ơi, đậm hơi không rồi. Trâu bò không biết mà. Trời đất ơi. Ừ, cái này không có đắng rồi, trái một bữa nha. Trái một bữa ăn đắng. Còn muối nữa. Ủa là trái một bữa là khác hay sao? Trùng cây á. Dạ. Tại nó chín nhiều hơn à. Ừ, hôm bữa. Dám đâu. Bữa nhưng nhiều. Mà trái này nó béo quá chừng nè. Nó không ăn một cái nữa. Hôm bữa em để chín nhiều. Ai mình cũng phải để tủ lạnh ăn đi. Thôi, tủ lạnh rồi ăn không à. Để nó sẽ bay mình. Thôi thôi. Này khu sầu riêng bán rồi sao trời. Nó đây cũng bị rồi, ăn bẩn rồi. Nó nhỏ rồi. Nó cái ẹo đó là biết rồi. Được muối rồi. Chụp tí. Thôi để tao vô tô luôn. Xong rồi đăng lên. Ngon chứ hả? Nghe hay chụp về mới đẹp nè. Hay chụp về xong hay đăng nữa. Rồi. Cái hộp nó có chút xíu luôn nè. Rồi ăn rồi. Không đâu được. Để đi. Ăn lỡ đi. Để tối chị hai thử. Rồi vô gì. Giờ lượng được bại tối ban ra đạp. Chứ hồi xưa mình để mình chơi quýnh bại. Bạn ngại quá vậy. Thấy chưa? Thấy không? Hết hộp.
Con cu bây giờ nó gái nó thiệt là. Đây là thành quả sau khi chúng ta thu ăn rất là béo là ngọt. Cái trái sầu riêng này là người thân mình mang lên cho nên là chín tự nhiên cây rụng, ăn rất là béo, không có vị đắng luôn, rất là thích. Buổi tối mà mình làm khoảng chừng 4 muối 5 muối vậy là ngủ khỏe luôn các bạn, hết nóng bức luôn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.